phát hiện bộ môn chơi đầy, nhưng dính vào là không dứt ra được khiến cộng đồng mạng ngã ngửa. Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh anh chồng nghiện câu cá đang khiến Giang Cư Mận được một fan cười nghiêng ngả vì cảnh tượng này thật quá quen thuộc. Thay vì hình ảnh sang chảnh bên cần câu xịn sò, ông chồng trong clip lại chọn cho mình phong cách không thể nào bụi bặm hơn. Nằm trên bờ đất, anh chàng mượn tạm chăn của vợ để đắp, gối đầu cũng chỉ là một túi ni lông đen xì. Chiếc ô màu xanh được căng da che tạm, tạo thành biệt phủ chống nắng, chắn gió. Chỉ cần thế thôi là đã có thể an tâm mà đánh một giấc ngon lành chờ cá cắn câu. Ai cũng phải công nhận, câu cá đích thị là bộ môn chơi đầy, dành cho những người thực sự kiên nhẫn. Nhưng đã dính vào thì khó mà dứt ra được. Người nào không biết lại cứ ngỡ chỉ việc xách cần câu lên, sáng chiều tối về. Nhưng cảnh nằm bờ ngủ bụi thế này thì vợ con nào đâu có hay, chỉ thấy chồng mất hút cả ngày. Tối đến, hôm thì tay xách nách mang, hôm lại chỉ đi người không về nhà. Có anh xui rủi thế nào lại còn bị vợ mắng lên mắng xuống. Phía dưới đoạn clip, không ít chị em phải gật gù công nhận sự thật này. Có thuốc nào chữa nghiện câu không ạ? Chồng em đi làm về sớm hay muộn, trời còn sáng hay là tối, không cần ăn cơm cháo gì hết, cứ xách cần câu đi thôi. Không cần biết nhà cửa vợ con cái như thế nào luôn, nghiện ngang nghiện ma túy. Vì miếng cơm manh cá phải nằm bờ nằm bụi, vậy mà về nhà vợ nói đi câu cá 45kg. Còn bạn đã từng trải nghiệm bộ môn gây nghiện này chưa? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết vào nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.